Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong đông y. Hôm nay mình tiếp tục với bài viết về vị thuốc cương tàn. Mình bắt đầu viết. Cương tàn là con tằm chết trắng, vị là mùi vị, hàm là mặn, chư là các loại, phong kinh giảng. Thấp là chất ẩm ướt, đàm là đàm nhớt, là yết hầu, tê sang là ghẻ, độc là độc hại, ban
ngặn. Xin đọc lại một lần vị thuốc cương tằm. Cương tằm vị hàm chư phong kinh giảng thấp đàm hầu tê sang độc ban ngạnh. Tạm biệt các bạn.